thưa quý vị, hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2020, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã diễn ra tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi, việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật thỏa thuận quốc tế, việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong luật tổ chức quốc hội, việc ban hành nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị xã hội, việc ban hành nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 nguồn nước ngoài cho Kiểm toán nhà nước, công tác dân sự, tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội và các nội dung quan trọng khác. Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bế mạc vào ngày hôm nay, 14 tháng 7. Thưa quý vị, tòa nhà trụ sở Hỏa Sa tọa lạc tại khu vực chợ Bến Thành được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tiếp nhận để bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị về kiến trúc văn hóa của công trình 106 năm tuổi. Tòa nhà hai lầu, mái ngói màu đỏ xây dựng theo kiến trúc Pháp, tọa lạc tại góc đường Hàm Nghi và Huỳnh Thúc Kháng, quận 1 này, chính là trụ sở Hỏa Sa Sài Gòn. Kiến trúc tòa nhà tuy đơn giản nhưng nổi bật, hài hòa với khu vực có chợ Bến Thành gần đó. Đến nay, công trình đã có mặt tại đây được 106 năm. Công trình đang được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quản lý và sử dụng làm văn phòng của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, được xem là vết tích duy nhất còn lại về thời kỳ Hỏa Sa Sài Gòn. Công trình được đánh giá rất có giá trị lịch sử với thành phố nói chung và ngành đường sắt nói riêng. Cái tòa nhà đó, cái hội sở đó nó đã dung chứa khá nhiều những cái nội dung lịch sử và cái đó nó trở thành cái di sản của dân tộc, của lịch sử văn hóa của dân tộc mà thành phố này phải có trách nhiệm để giữ nó. Thế nhưng, số phận của công trình hơn trăm tuổi này khá chông chênh, nhiều lần từng lọt vào tầm ngắm của các dự án xây cao ốc văn phòng hiện đại. Đề xuất mới đây của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh muốn tiếp nhận để bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị về kiến trúc, văn hóa của công trình. Bởi đây cũng là một di sản kiến trúc đô thị quý mà các thành phố khác ở Việt Nam và châu Á khó có được. Nơi ấy chúng ta có thể thay bằng cái việc xây dựng tòa cao ốc thì đấy trở thành một nơi tham quan du lịch, thậm chí là chúng ta triển lãm bảo tàng để giữ lại những cái nét về văn hóa. Chúng tôi không được chiêm ngưỡng hoặc là thành phố không sử dụng ở cái tòa nhà này để phục vụ những cái mục đích cho du lịch được quả là một cái điều hết sức lãng phí. Mục đích của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giữ lại một di sản kiến trúc hồn cốt Sài Gòn. Cùng với đó, một phần của tòa nhà sẽ được trưng dụng làm bảo tàng ngành đường sắt phục vụ người dân, khách du lịch tham quan. Phần còn lại của trụ sở sẽ sử dụng làm trung tâm điều khiển tích hợp các tuyến metro của thành phố, vừa bảo tồn cũng vừa phát huy giá trị công trình. Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7 năm 2020 tại công viên Lê Văn Tám, quận 1 với nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, kích cầu du lịch và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch của thành phố đến với du khách trong và ngoài nước. Tại di tích quốc gia Thành Tân Sở, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ đã tổ chức lễ khánh thành đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 135 năm ngày vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương, kêu gọi hào kiệt, sĩ phu và nhân dân yêu nước đứng lên chống thực dân Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc 13 tháng 7 năm 1885, 13 tháng 7 năm 2020. Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương thiết kế gồm 5 gian và 2 trái, được mô phỏng theo phong cách kiến trúc thời nhà Nguyễn. Công trình có tổng vốn đầu tư xây dựng gần 7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2019. Việc xây dựng và khánh thành đền thờ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhận và tri ân vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương nhằm giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu nước cho các thế hệ và tạo điểm du lịch văn hóa hấp dẫn thu hút khách đến tham quan. Trước đó, lễ rước long vị vua Hàm Nghi, bài vị bộ binh thượng thư Tôn Thất Thuyết, kỳ vĩ quận công Nguyễn Văn Tường cũng được tổ chức long trọng.
Tại buổi họp báo tổ chức vào hôm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 19 tháng 7 tới sẽ tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động thành phố giai đoạn 2016-2020. Hội nghị sẽ tuyên dương 51 tập thể và 159 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Đây là các tập thể cá nhân tiêu biểu nhất tại các cấp công đoàn, tại các doanh nghiệp được lựa chọn từ 53 công đoàn cấp trên và trên 100 công đoàn cơ sở. Sắp tới, về xây dựng thành phố sáng tạo, đô thị thông minh, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, v.v. thì mình cũng vận động công nhân viên chức lao động cũng theo cái hướng là đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Vì tăng năng suất lao động rất là quan trọng trong cái giai đoạn hội nhập sắp tới. Liên đoàn Lao động thành phố cũng cho biết sẽ luôn xây dựng hình ảnh của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, từng bước đáp ứng nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thẻ khám bệnh tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt, hình thức thanh toán linh hoạt mang lại nhiều tiện ích cho bệnh nhân. Đây là một trong những hoạt động số hóa trong môi trường bệnh viện, nâng cao tiện ích chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. Thưa quý vị, đây là chiếc thẻ khám bệnh tích hợp thẻ ATM của Bệnh viện Từ Dũ. Với chiếc thẻ này có thể là lưu hồ sơ của bệnh nhân đến đây khám bệnh. Và đồng thời đây cũng là một chiếc thẻ tích hợp để chúng ta có thể là dễ dàng thanh toán cái dịch vụ của bệnh viện như là khám cũng như là lấy thuốc. Khi mà chúng ta còn tiền thừa thì chúng ta có hoàn toàn có thể là sử dụng chiếc thẻ này để có thể là rút tiền tại bất kỳ cái ATM nào trên toàn quốc. Chỉ mất vài phút để làm thủ tục kê khai thông tin cá nhân, chị Nguyễn Thị Ngọc đã nhận được thẻ khám bệnh tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt. Với thẻ này, việc thanh toán viện phí, thuốc tại bệnh viện rất nhanh chóng và tiện lợi, không cần phải di chuyển nhiều, phù hợp đối với những phụ nữ mang thai như chị. Hồi xưa khi chưa biết có thẻ thì em cứ mỗi lần mà phát sinh siêu âm hay gì thì em thường là phải đi đóng tiền, thì mất công là phải xếp hàng. Cho nên là sau đó khi biết có thẻ thì em làm thẻ luôn, thì trừ tiền qua thẻ luôn, em chỉ cần nạp một lần ngay từ đầu rồi thì tiện ích. Thì cái thẻ này là cái lưu hồ sơ điện tử bệnh viện của mình ở đây, dùng để khám bệnh suốt đời. Thì mình nộp tiền vô đó, có cái lợi là mình lên mình chỉ việc đi khám thôi, bác sĩ sẽ trừ tiền trong đó cho mình từ từ. Và thẻ phát hành hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân. Dựa qua tiêu chí chất lượng của bệnh viện cũng như khuyến cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là rút ngắn thời gian chờ, bệnh viện chúng tôi đã đưa vào cái hoạt động tích hợp các cái tiện ích thanh toán với sự kết hợp đồng hành rất chặt chẽ của các ngân hàng. Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thời gian qua, ngoài việc ứng dụng thẻ khám bệnh tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt, bệnh viện cũng đang triển khai hóa đơn điện tử nhằm giúp cho quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm chi phí giấy tờ, thiết bị lưu trữ. Thẻ khám bệnh thông minh của bệnh viện chúng tôi thì có rất là nhiều lợi ích khi mà bệnh nhân đi khám. Đầu tiên là bác sĩ có thể là xác định đúng người bệnh, và bệnh nhân cũng khi nạp tiền vô thẻ thì sẽ thuận tiện cho quá trình thanh toán, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho bệnh nhân trong quy trình khám bệnh, làm cho cái quy trình khám bệnh sẽ đơn giản hóa hơn. Thì trong cái thẻ khám bệnh thông minh sẽ truy xuất được những cái thông tin của bệnh nhân về thông tin bảo hiểm y tế cũng như là những cái thông tin của những khám bệnh của những lần trước. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã triển khai ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động nhằm giúp người bệnh nội trú có thể thanh toán không dùng tiền mặt. Người thân có thể hỗ trợ thanh toán từ xa, lựa chọn nhiều hình thức thanh toán, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, QR code, ví điện tử. Trên thế giới, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 63 người bị thương khi các tay súng Taliban tấn công vào khu phức hợp tình báo của cơ quan tình báo quốc gia Afghanistan tại Aibak, thủ phủ tỉnh Samarkand ngày 13 tháng 7. Giới chức địa phương cho biết một quả bom gài trên ô tô đã phát nổ bên ngoài tòa nhà lúc 10 giờ 50. Ngay sau vụ nổ bom xe, một số tay súng đã xông vào tòa nhà và cuộc đọ súng với lực lượng an ninh đã kéo dài nhiều giờ liền. Trong số những người thiệt mạng có 11 nhân viên cơ quan tình báo. Ba kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, trên 60 người bị thương là dân thường, trong đó có nhiều phụ nữ và hai trẻ em. Ngoài thương vong về người, vụ nổ lớn đã làm hư hại văn phòng chính quyền thành phố gần đó và nhiều tòa nhà khác. Các tay súng Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công. Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình đang được xúc tiến. Kể từ khi Mỹ và Taliban ký một thỏa thuận hòa bình vào cuối tháng 2, các lãnh đạo Afghanistan, trong đó có Tổng thống Ashraf Ghani, thường xuyên kêu gọi Taliban giảm bạo lực. Tuy nhiên, các tay súng thuộc lực lượng này vẫn gia tăng các vụ tấn công.
Cộng hòa Bắc Macedonia đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi quốc gia này có tên mới. Việc đảm bảo an toàn cho các cử tri được chú trọng trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại đây. Cuộc bầu cử tại Bắc Macedonia lẽ ra đã diễn ra vào ngày 12 tháng 4, nhưng buộc phải dời lại do dịch COVID-19. Người dân nước này bắt đầu bỏ phiếu từ ngày 13 tháng 7. Trong một số trường hợp, các quan chức địa phương cùng với nhân viên y tế còn mang thùng phiếu đến tận nhà của cử tri. Một chính phủ lâm thời đã điều hành đất nước kể từ tháng 1 năm 2020, khoảng 3 tháng sau khi Thủ tướng lúc bấy giờ kiêm lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Zoran Zaev kêu gọi bỏ phiếu sớm. Chính phủ lâm thời này đã kiểm soát khá tốt dịch COVID-19 cho đến tháng 5. Việc áp đặt các lệnh phong tỏa đã giữ tỷ lệ lây nhiễm và tử vong ở mức thấp. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng và mở cửa biên giới, Bắc Macedonia lại ghi nhận nhiều ca nhiễm mới và số ca tử vong cũng tăng trở lại. Ngày 13 tháng 7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại La Hay để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu EU diễn ra trong hai ngày 17 và ngày 18 tháng 7. Trong khi đó, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã đến Đức để thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Angela Merkel. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh EU lần này là nhằm thảo luận ngân sách dài hạn 2021-2027 đã được Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Charles Michel công bố. EC đề xuất gói ngân sách này sẽ trị giá 1.074 tỷ euro, trong đó quỹ phục hồi kinh tế sau dịch bệnh sẽ là 750 tỷ euro. Dịch COVID-19 là thách thức mới nhất đối với 27 quốc gia thành viên EU sau khi khối này phải vất vả chống chọi với khủng hoảng trong hàng loạt vấn đề như nợ công, làn sóng nhập cư và vấn đề Brexit. Áo, Hà Lan, Đan Mạch và Thụy Điển nằm trong số những quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách EU. Tuy nhiên, những nước này lại muốn các gói hỗ trợ chỉ là cho vay, không có chuyện cho không. Các hội nghị thượng đỉnh về ngân sách thường diễn ra căng thẳng, đặc biệt cuộc thảo luận sắp tới còn quan trọng và phức tạp hơn vì các nhà lãnh đạo sẽ phải tìm kiếm sự đồng thuận về quỹ phục hồi, vốn gây nhiều tranh cãi thời gian gần đây. Khoảng 60 trường đại học tại Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ với hai trường đại học hàng đầu là Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts phát đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về quy định cấm các sinh viên nước ngoài tiếp tục ở lại Mỹ nếu chỉ theo học tại các khóa học trực tuyến vào mùa thu này. Động thái này có thể sẽ tiếp tục gây thêm sức ép lên chính quyền của Tổng thống Trump về quy định gây tranh cãi nói trên. Trong văn bản được gửi tới tòa án, 59 trường đại học Mỹ đã viện chỉ thị liên bang về việc cho phép các sinh viên quốc tế được tham gia học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Theo các trường này, việc chính phủ đột ngột thay đổi chính sách trong bối cảnh hiện nay sẽ gây ra những xáo trộn, bất ổn và tổn thất nặng nề cho các bên. Trước đó, Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts đã đệ đơn lên tòa án liên bang ở thành phố Boston kiện chính phủ của Tổng thống Trump về việc ra sắc lệnh tước thị thực của sinh viên nước ngoài nếu các khóa học mùa thu sắp tới của họ chỉ được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Mỹ hiện có khoảng 1,1 triệu sinh viên quốc tế, chiếm 5,5% tổng số sinh viên đại học trên toàn quốc và đóng góp 44,7 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Mỹ. Thưa quý vị, Vương quốc Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu EU vào đầu năm nay, nhưng mối quan hệ này vẫn còn nhiều trắc trở. Hai bên đang chạy đua với thời gian để xác định mối quan hệ thương mại trong tương lai. Một thỏa thuận sẽ giúp Anh và EU tránh được nhiều thiệt hại về kinh tế, nếu không sẽ gây tổn hại cho cả hai phía, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế của Anh và EU. Thưa quý vị, mặc dù đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu, nhưng Anh vẫn duy trì mô hình trao đổi thương mại cho đến khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào cuối năm nay. Trong thời gian này, hai bên cần phải đạt được một thỏa thuận mới, muộn nhất là vào mùa thu để nghị viện hai bên có thể có đủ thời gian xem xét và thông qua. Nếu đến hạn chót mà Anh và EU chưa đạt được thỏa thuận, thì mối quan hệ thương mại song phương sẽ được định hình lại dựa trên các tiêu chuẩn của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO với những mức thuế quan cao và nguy cơ bị gián đoạn. Vấn đề Brexit đã nóng trở lại trên bản đồ chính trị thế giới sau khoảng thời gian cả hai bên đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19. Thỏa thuận ly hôn đề cập đến các vấn đề quyền lợi của người dân EU sinh sống tại Anh, số tiền mà London phải trả cho Brussels và giai đoạn chuyển tiếp Brexit đã được các bên thống nhất và hiện tại không có gì thay đổi. Hiện tại, hai phía đang tập trung vào các cuộc đàm phán để xác định mối quan hệ thương mại sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc. Anh và EU đều muốn đạt được một thỏa thuận thương mại tự do, bãi bỏ đánh thuế mua bán hàng hóa và không áp dụng mức hạn ngạch về số lượng.
Tuy nhiên, đây lại là những điểm gây bất đồng nhiều nhất trong cuộc đàm phán giữa hai bên. Nước Anh đang đòi hỏi quá mức hơn các thỏa thuận thương mại tự do mà chúng tôi ký kết với các đối tác như Canada hay Nhật Bản. Họ muốn có được những lợi ích tốt nhất trong thị trường chung, nhưng lại không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU cũng cho biết thêm, việc chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson không muốn gia hạn giai đoạn chuyển tiếp, vốn có thể được kéo dài đến 2 năm, đang gây áp lực lớn đến tiến trình đàm phán. Trong khi đó, Anh cũng cáo buộc EU đòi hỏi nước này quá nhiều. London cho rằng họ đã rời khỏi EU và vì thế không phải phụ thuộc vào các quy định của khối này để giao thương. Tôi cho rằng việc kéo dài giai đoạn chuyển tiếp không phải là điều tốt. Từ đầu năm sau, chúng tôi sẽ hoàn toàn kiểm soát biên giới và các vấn đề về thuế quan. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ sự chắc chắn này. Ngoài thương mại, vấn đề đánh bắt cá cũng đang còn tồn tại nhiều bất đồng. Anh muốn bán các mặt hàng hải sản cho châu Âu, nhưng đổi lại, EU muốn các tàu thuyền của khối này tiếp cận vùng biển của Anh. Những hạn chế do dịch Covid-19 gây ra đã ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra theo hình thức trực tuyến trong thời gian qua, nhưng vẫn không ghi nhận bước đột phá nào. Anh và EU đều mong muốn có được một thỏa thuận thương mại để tránh các thiệt hại về mặt kinh tế do Brexit gây ra. Tuy nhiên, cả hai bên đều nhận thức rõ là việc thất bại là hoàn toàn có thể xảy ra khi mà thời gian đàm phán chỉ còn từ nay đến cuối năm. Nhiều quan chức cấp cao của EU cho rằng họ phải chuẩn bị cho khả năng cuộc đàm phán thương mại với Anh thất bại trước tình hình hiện tại. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã đề xuất thành lập một quỹ dự phòng trị giá 5 tỷ euro nhằm ứng phó với các hậu quả không thể lường trước liên quan đến vấn đề Brexit. Khoản tiền dự phòng này nằm trong kế hoạch ngân sách của EU giai đoạn 2021-2027. Theo dự kiến, vấn đề ngân sách sẽ được các lãnh đạo EU thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào cuối tuần này, từ 17 đến 18 tháng 7. Brexit đang là thách thức lớn đối với tất cả chúng ta. Khoản tiền dành riêng cho vấn đề này nhằm hỗ trợ các quốc gia và ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, EU thông báo khối này đang lên kế hoạch xây dựng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ quyền tiếp cận một số dịch vụ tài chính của nước Anh sau giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit, đồng thời cảnh báo về sự gián đoạn không thể tránh khỏi. EU cũng cho hay sẽ có những thay đổi mang tính tự động và dẫn tới nhiều hậu quả cho người dân, người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà đầu tư, sinh viên và nhà nghiên cứu của các bên. Thời gian kiểm tra hải quan đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hậu Brexit có thể dài hơn, đồng nghĩa thời gian giao hàng trong chuỗi cung ứng cũng tăng lên và sẽ có nhiều quy định kiểm soát hơn. Khách du lịch Anh đến EU cũng sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt tại biên giới và sẽ không thể sử dụng làn đường dành cho người có hộ chiếu EU tại các sân bay. Kịch bản không thỏa thuận sẽ là một cú sốc kinh tế mới cộng thêm những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và hầu hết giới kinh tế đều cho rằng điều đó sẽ khiến nước Anh chịu nhiều thiệt hại hơn EU. Theo nhận định của các chuyên gia, chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson hoàn toàn nhận thức được điều này. Song song với việc duy trì đàm phán thì Anh cũng đang chuẩn bị cho một số phương án khác, trong đó nổi bật nhất là ý định gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Trong văn bản mới nhất, chính phủ Anh đã nêu rõ 3 lý do để nước này gia nhập CPTPP. Lý do đầu tiên là nhằm đảm bảo các cơ hội thương mại giúp nền kinh tế Anh vượt qua mọi thử thách. Lý do thứ hai là nhằm giúp cho Anh đa dạng hóa các quan hệ thương mại và chuỗi cung ứng, tăng an ninh kinh tế trong thời kỳ bất ổn trên thế giới. Và lý do thứ ba là để Anh, thông qua việc gia nhập CPTPP, có chỗ đứng trung tâm trong mạng lưới thỏa thuận thương mại với các nền kinh tế năng động. CPTPP được ký kết vào tháng 3 năm 2018 với 11 nước thành viên còn lại của TPP, không bao gồm Mỹ. Đến nay, Hiệp định CPTPP đã được 7 nước thành viên phê chuẩn, bao gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand và Việt Nam. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Elizabeth Truss cho biết, London nóng lòng muốn trở thành thành viên của CPTPP ngay khi có thể. Theo bà, CPTPP hiện chiếm 13% nền kinh tế toàn cầu, bao trùm phần lớn khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các quốc gia mà Anh muốn giao thương. Sự góp mặt của nước Anh sẽ thúc đẩy con số này tăng mạnh. Anh đã nghiên cứu khả năng gia nhập CPTPP từ đầu năm 2018 nhằm kích thích xuất khẩu hậu Brexit. Nếu thành công, họ sẽ là quốc gia đầu tiên trong CPTPP không giáp Thái Bình Dương. Không những vậy, Anh cũng muốn trở thành đối tác đối thoại của ASEAN.
Ngoài hiệp định này, Anh cũng đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán thương mại song phương với một số đối tác quan trọng như Mỹ, Nhật Bản và Australia. Các nhà phân tích cho rằng, những bước đi này cho thấy nước Anh đang nỗ lực chuẩn bị cho kịch bản đàm phán Brexit thất bại với EU nhằm bù đắp lại những thiệt hại kinh tế trong trường hợp không có được thỏa thuận. Những diễn biến về quá trình thỏa thuận giữa Anh và Liên minh châu Âu EU sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các chương trình sau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trở lại các tin tức trong nước, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có công văn đề nghị các sở giáo dục đào tạo tỉnh thành chủ động phối hợp với Sở Y tế và cơ quan liên quan của địa phương triển khai một số biện pháp nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn kịp thời dịch bạch hầu để không để lây lan trong trường học. Các sở giáo dục và đào tạo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu. Trong đó, giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng. Đồng thời, triển khai mạnh mẽ hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, trường học, lớp học, nhà trẻ, bảo đảm môi trường thông thoáng, sạch sẽ, có đủ ánh sáng. Bên cạnh đó, các sở giáo dục đào tạo phải theo dõi chặt chẽ và phối hợp quản lý tốt sức khỏe người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. Để nâng cao hơn nữa an toàn giao thông trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thanh kiểm tra các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có, theo quy định của pháp luật, khẩn trương xây dựng quy chuẩn cabin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành, xây dựng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch lái xe. Từ ngày 5 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ được trang bị thêm một số vũ khí, công cụ hỗ trợ theo thông tư mới của Bộ Công an. Cụ thể, phương tiện của cảnh sát giao thông là xe mô tô, ô tô tuần tra, kiểm soát, xe chuyên dùng, xe đạp, vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áp giáp, khóa số 8. Thông tư nêu rõ việc trang bị, lắp đặt sử dụng phương tiện giao thông, tuần tra kiểm soát phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Công tác phòng chống cháy rừng, đặc biệt là vào mùa nắng nóng của cán bộ ban quản lý rừng hết sức vất vả. Trước đây công tác này phụ thuộc hoàn toàn vào sức người. Nhưng từ tháng 4 năm nay, khi hệ thống camera mắt rừng được đưa vào hoạt động thì công tác phòng chống cháy rừng đã có hiệu quả tốt hơn, ghi nhận tại rừng phòng hộ Nghi Lộc, Nghệ An. Những năm trước đây, công tác phòng chống cháy rừng chủ yếu phụ thuộc vào con người và những chòi canh như thế này. Dưới nền nhiệt có khi lên đến hơn 43 độ, lực lượng trực chòi cũng phải có mặt 24/24 để theo dõi tình hình để kịp thời phát hiện lửa rừng. Phải trực canh lửa chòi. Những cái chòi thì địa điểm thì phải đặt ở chỗ độ cao để mình cứ đi dễ bị quan sát. Cho nên là công tác trực gác rồi lửa rừng cực kỳ vất vả. Tháng 4 năm 2020, còn mắt lửa, hệ thống camera giám sát lửa phòng chống cháy rừng được đưa vào sử dụng với cơ chế hoạt động quay 360 độ. Tầm quan sát của mắt rừng lên đến 10 km nên phát hiện điểm phát lửa có thể rõ nét, giúp giảm áp lực cho lực lượng trực chòi. Ngày trước ấy, thì phải lên trực tận lên chòi. Những cái ngày nắng nóng như này thì nó rất vất vả. Hiện nay có cái hệ thống camera thì cơ bản là camera đã là bao quát được cơ bản cái khu vực rừng. Rồi là mình phát hiện được sớm cái đám cháy. Đó có được quản lý có nhiều tầng quản lý kiểm tra phát hiện lửa rừng. Anh em đội bàn có thể là quan sát lửa rừng của nhau được. Với không những là của đơn vị mình mà anh em cán bộ của trong toàn thể ban thì cũng được cài một cái ứng dụng để kiểm tra. Có thể là anh này trực mà không phát hiện được thì người khác phát hiện được. Hệ thống mắt rừng này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao và khuyến khích nhân rộng để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng. Các
Các báo số ra sáng nay đưa tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2020. Đại hội diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố, ngày 4 đến ngày 9 tháng 9 năm 1945, 4 tháng 9 năm 2020. Toàn thể cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang thành phố coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quyết tâm xây dựng đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, thành phố mang tên Bác kính yêu, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế xã hội của cả nước. Đó cũng chính là nguồn lực to lớn góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, xây dựng tiềm lực quốc phòng và an ninh. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, sự quan tâm chăm lo của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều mặt hoàn thành xuất sắc. Trước hết là lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến đổi nhanh, phức tạp và khó lường, mỗi cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh luôn đoàn kết, thống nhất đồng tâm, hợp lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau nhiều lần lỡ hẹn, nhánh N2 thuộc dự án nút giao thông An Sương đã chốt ngày thông xe, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực. Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhánh N2 của dự án dài 385m đã được trải nhựa và thông 18 đốt hầm, trong đó hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu, vạch kẻ làn đường, hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt để chuẩn bị cho ngày thông xe. Về kế hoạch thông xe và kéo giảm tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực nút giao An Sương, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ 7 giờ 30 ngày 15 tháng 7, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô đi vào nhánh hầm N2 theo hướng quốc lộ 22 đến đường Trường Chinh. Bài viết trên báo Người Lao Động thông tin cho biết, gần đây nhiều bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư kỹ thuật y khoa mới, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Sinh thiết kết hợp MRI chẩn đoán sớm ung thư tuyến tiền liệt, mổ 3D các bệnh ở phụ nữ, trị hết bệnh vảy nến bằng thuốc sinh học, tầm soát không cần lấy máu là những kỹ thuật mới đang có mặt tại thành phố. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Vĩnh Hưng cho biết, ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý ác tính thường gặp nhất của hệ tiết niệu ở nam giới sau tuổi 50. Việc chẩn đoán sớm ung thư tuyến tiền liệt là cực kỳ quan trọng vì nếu được phát hiện sớm, có tới 85% người bệnh ung thư có thể sống đến 10 năm. Thưa quý vị, về là một năm học đầy những biến động đã trôi qua, học kỳ 2 đã kết thúc nhẹ nhàng khi chương trình học được giảm tải khá nhiều. Nếu như mọi năm kỳ nghỉ hè kéo dài khoảng từ 2,5 đến 3 tháng, thì năm nay các con chỉ được nghỉ 1,5 tháng. Thay vì lên kế hoạch cho các con tham gia những chương trình dài hơi kỳ nghỉ năm nay thì sẽ ngắn gọn nhưng cũng không kém phần thú vị và bổ ích. Báo Tuổi Trẻ thông tin về một số hoạt động bổ ích ngày hè, đó là hoạt động ngoại khóa, rèn luyện sức khỏe đạp xe, tham gia học những môn thể thao như là bóng bàn, cầu lông, bơi, đọc sách, rèn tiếng Anh, học kỹ năng sống qua các công việc nhà, giúp con có những kỹ năng cần thiết khi lớn lên, đồng thời sẽ dạy các con biết sẻ chia công việc nhà với cha mẹ, giúp đỡ gia đình. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chính thức triển khai áp dụng ứng dụng mua vé tàu và thanh toán trực tuyến trên điện thoại thông minh từ ngày mai 15 tháng 7. Đây là ứng dụng hỗ trợ khách hàng mua vé tàu trên các thiết bị mobile, iPad, tablet với giao diện thân thiện hơn, các bước thao tác chọn tàu, chọn vé, chọn phương thức thanh toán một cách dễ dàng, nhanh chóng. Ứng dụng này cũng giúp khách hàng tra cứu được lịch sử giao dịch, vé đã thanh toán, chưa thanh toán. Khi đi tàu, hành khách chỉ cần xuất trình màn hình vé điện tử cho nhân viên soát vé cùng giấy tờ nhân thân. Khách hàng có thể tra tìm ứng dụng vé tàu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên CH Play của Google hoặc Apple Store của Apple với logo ứng dụng Vé tàu Beta, từ khóa tìm kiếm DSVN Vé tàu Đường sắt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.